hôm nay hướng dẫn cho các bạn làm con quỷ đầu lo bằng Lego. Quỷ đầu lo được làm bằng Lego. Trước tiên thì mình làm cái đầu lo của nó. Đây, có sẵn cái đầu lo rồi. Gắn vào đây. Một cái lo ha. Thêm cái lo nữa là hai cái lo. Được lo. Cái lò là để cái đầu vào đó, tiếp tục làm cái mình thôi, cái giò đi, đây là thanh giò đó, cái này vào, ngắt vào, ít, đây là cái chân nó, cái chân của quỷ đầu lò, rồi ép cái giò vào dầu. Bàn giò có hơi có màu đỏ một tí à, trong xong là các cái hân giò của nó rồi, tiếp tục thêm cái giò nữa, rất là dài miên man luôn, rồi gắn thêm cái bàn giò vào, giò đừng ghé đi e. Ngon lành cành đào rồi, bắt đầu tới cái mình rồi, đây có cái mình rồi, tiếp tục gắn cái tay vào, cái tay đây, rồi gắn cái tay vào, rất là nhuyễn. Còn cái tay đâu nữa, còn cái tay này nữa, ngon đều đẹp. Tiếp tục này, cái lò gắn đầu đây à, chắc nằm đây. Ồ, rồi được cái đầu đó. Cái đầu lò được cái đầu rồi đó, tiếp tục gắn cái mình nó vô. Tiếp tục cái này là cái kiếm của nó ở đây rồi, tiếp tục gắn cái này vô cái kiếm đó. Quỷ đầu lo cầm kiếm chặt kiếm chặt ơi, gớt cái tay rồi gắn lại. Ầu, gắn vào lại, rồi tiếp tục lại gắn cái này lại. Thì sắp xong quỷ đầu lo các bạn ạ. Rồi xong rồi, bắt đầu gắn cái mình vào. Đó. La 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 la, tiếp tục
giáng cái này vô đây để ta cứng cái mình nó lại. Xong cái này dính lòng à, còn thiếu cái này. Đây không phải gắn cái gì vào đây, vào đây nó ở đây. Rất rồi cái hồi này phải đấy, xong rồi đấy. Các bạn quỷ đâu lo đây. Đây là quỷ đầu lo khi đã hoàn thành rồi, bắt đầu đi. Ai rất kiếm quỷ ngồi cho nằm đây đó. Đáng sợ. Rồi, mấy con Lego này, bằng Lego này bắt đầu lại khiêu chiến chúng nó. À, con gì đây? Lego gì đầu một cái xe, kinh khủng thiệt. Ở đây đi, dám chống với anh. Rồi quỷ đâu lo đâu xuất hiện. Tin bá một cái mạnh cái giò luôn. Quay đầu lo bị gói xuống rồi. Chém nhắm kiếm người đó. Bạn người đó là xuống cho nó nằm đó lên chém. Chém chăng đá. Video hướng dẫn các bé, các bạn làm quỷ đầu lo bằng Lego đã kết thúc. Xin chào các bạn. Các bạn thấy hay, hãy nhấn chuông, subscribe, like và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.